Kính thưa các bác, anh, các chị, toàn thể bạn bè nam nữ của hai bên gia đình. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2011, là một ngày cực kỳ đẹp trời và là ngày đầu xuân mới. Trước hết, thay mặt cho ban tổ chức, xin được kính chúc sức khỏe, chúc công bà, các bác, anh, các chị, toàn thể bạn bè nam nữ của hai bên gia đình bốn họ lời chào đầu năm mới mạnh khỏe, an khang và hạnh phúc. Xin cảm ơn các cụ. Kính thưa các cụ, công, các bà, trải qua một thời gian quen biết, tìm hiểu, yêu nhau của hai cháu Trinh và cháu Phương, được sự đồng ý nhất trí của hai gia đình, hôm nay hai gia đình gặp mặt, có trao đổi bàn bạc về chuyện trăm năm của hai cháu. Gia đình nhà trai từ quê hương Thanh Hóa xa xôi lên Điện Biên Phủ, có một cơ trầu và mâm lễ cư chuyện bên nhà trai. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí đại diện cho nhà trai xin phát biểu ý kiến của ngài. Xin ra kính thưa các cụ, các bà, các bác, các anh chị, các bác và các bạn bè và các anh chị cháu, tôi xin giới thiệu là ở bên đoàn gọi là nhà trai Thanh Hóa lên thì đây là bác Hòa, là bác của cháu, đây là bác Cần, bác gái của Trinh ra lẽ Trinh, đây là chú ruột Trinh là chú Đắc, đoàn có bà và bà bạn của tôi và các bác ở bên nhà sàn. Xin giới thiệu các bác, đây là bác Hoàng Trường. Kính thưa các ông bà, toàn thể đại diện cho họ nhà gái và họ nhà trai, và kính thưa ông bà, ông Phương, thì qua thời gian cháu Trinh và cháu Phương tìm hiểu với nhau thì đến nay cũng đã chín mùi. Chúng tôi từ Thanh Hóa ra, là hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì Trinh có cái thủ tục là để ăn gọi cho các cháu. Cái gọi thứ nhất là gọi cháu Phương về làm vợ của cháu Trinh. Cái thứ hai gọi là gọi cháu Phương về để làm dâu cho con đưa chúng tôi ở trong đó. Và cái Trinh thứ nhất là Trinh ông bà Phương chấp nhận cháu Trinh làm con rể và cháu rể của họ chúng ta. Thế thì qua cái lễ nghĩa của chúng tôi là theo yêu cầu của gia đình thì chúng tôi đã thầy bây giờ xin ý kiến của gia đình. Đấy là xin kết hợp. Thưa cô bà, nghe lời giới thiệu và có ý kiến của đại diện nhà trai, được đặt vấn đề xin phép cho hai cháu Trinh Trung Phương chính thức làm con, làm dâu, làm rể của hai gia đình chúng ta. Để nói là hôm qua thì con ông con bà, hôm nay thì con của hai nhà chúng ta. Với cái tình cảm đặc biệt và lòng thương con từ quê hương Thanh Hóa, thì đáp lại tình cảm đó thì xin được giới thiệu một đại diện một thầy gái tôi là được ý kiến trước mặt nhà trai. Xin lời kính mời kính được các cô, ông con bà, các cô thì chú bác, bạn bè thân hữu gần xa của hai gia đình chúng tôi thật là phấn khởi hôm nay đại diện cho gia đình nhà gái được đón các cụ cùng các bà từ quê hương Thanh Hóa đây, và đặt vấn đề tức là xây dựng cái công việc trăm năm hạnh phúc cho cháu Phương và cháu Trinh. Xin giới thiệu ở đây là ông nội của cháu Phương, đây là cụ nội, bà nội của cháu Phương, đây là ông ngoại của cháu Phương, đây là bà ngoại của cháu Phương. Thế còn là giới thiệu đây là Kín ở bên nhà nội bên cháu Phương. Còn là xin giới thiệu về các bác, đây là bố cháu Phương, đây là mẹ cháu Phương,
và đây là cháu Phương. Thì đại diện cho gia đình nhà gái xin được phép là xin được nhận cái lễ của các cụ, các ông, các bà họ Mạc với gia đình Thanh Hóa, thì nhà cháu Trinh và đại diện cho gia đình bên các cụ, các ông, các bà bên họ ngoại, bên nhà cháu Phương xin được nhận cái lễ của các cụ, ông, các bà. Là trai là gái chào lễ và nhận lễ trước khi làm thủ tục là chúng báo với tổ tiên. Xin mời anh trai lên chào lễ. Chương trình bây giờ đến giờ hôm nay
định ngày mai là cũng có gì phải hoàn toàn. Tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi chẳng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông hương em trai miền cao. Hôm nay là được sự nghỉ quen của các cô và bên nội bên ngoài, thế rồi các bác, các dì, các chú, cô bác ở trên điện biên này, thì hôm nay gia đình ở bên nhà ông là có làm bữa cơm, thế thì mời xin được trân trọng kính mời tất cả các cô, các ông, các bà ở bên nhà trai, bây giờ uống nước, sơi trầu, hút thuốc và tí là mời cùng với gia đình. Còn công việc thì các cụ đã bàn đấy, thống nhất cho hai bên để thôi chương trình như thế nào là ta, các bác cho ý kiến là cứ thế ta làm, các cụ không có gì thay đổi lắm. Thế còn từ nay đến việc sáng ngày mai là tổ chức kia đến đón dâu và tổ chức kia lại phải muốn cả hai cháu ở nhà hàng Ngọc Mai. Việc sáng mai thì nếu không có gì thay đổi về thời gian tới được như vậy thì là sáng mai chương trình như thế nào, còn có vấn đề gì thay đổi thì ta sẽ trao đổi với nhau qua điện thoại. Tình yêu có từ nơi đâu, êm một khúc sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tâm thảo hiền, mà vẫn mắt nhìn bối rối. Nhà xa mặt trận càng xa, tình yêu có từ đôi ta. Tình yêu có từ nơi em đi qua năm tháng đợi chờ. Tình yêu cũng từ nơi anh lửa rừng bập bùng vách núi. Anh đi giữ miền biên giới làng quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ suốt đời nước chảy lỡ thơ. Tiếng anh ấm như hơi thở em nghe để nhớ suốt. Xuống dòng sông sâu tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tấm thảo hiền, mà vẫn mắt nhìn bối rối, gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ gần mà dần dối. Nhà xa mặt trận càng xa, tình yêu có từ đôi ta. Tình yêu có từ nơi em đi qua năm tháng đợi chờ. Tình yêu cũng từ nơi anh lửa rừng bập bùng vách núi.
anh đi giữ miền biên giới, làng quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ suốt đời nước chảy lỡ thơ. Tiếng anh ấm như hơi thở em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên đừng tan mà đừng nguôi, đừng quên đừng tan mà đừng nguôi. Tiếng anh ấm như hơi thở em nghe để nhớ suốt đời. Tiếng ấm như hơi thở em nghe để nhớ suốt. Chú rể cô dâu đẹp như trăng rằm dừa lên, mình câu chúc mừng sẽ không bao giờ nhạt.
đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay xa pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Thì qua cái công việc của các cháu ngày hôm qua và hôm nay là ngày chính thức chúng ta tổ chức hôn lễ cho cháu Phương và cháu Trinh tại nhà. Thì sáng hôm nay giờ đẹp thì gia đình với nhà trai cũng lại sang để xin được đón cháu Phương về làm dâu gia đình nhà bà Lần. Thì đại diện cho bên gia đình nhà gái xin mời bác và đại diện gia đình nhà trai để có nhà. Chào các bạn, giờ trong đại của gia đình này thì chúng ta đến thì thay mặt cho nhà trai xin có lý lẽ để các cháu thành phố với nhau trong năm hạnh phúc. Bên dàn trầu mai sau đôi lửa chung nhịp cầu, cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương để mời, đôi mời, lửa chung theo anh về phố trường Nam, trên con đường nắng đổ chân trang, gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao vòng tay nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng.
bạn bè thân hữu gần xa của hai gia đình. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi tổ chức thì lễ thành hôn của hai cháu thì được uống nước mời chầu và bác tổ chức xin được trân trọng giới thiệu cô dâu chú rể. Sau đây xin trước khi cháu về làm dâu ở nhà chồng thì gia đình bên ngồi và bên ngoài có chút quà cho các cháu. Chân bước theo nhạc vui đến với nhau say ân tình mình cùng nhau hòa nhịp tim tình say đắm đến với nhau trao môi cười đến với nhau bằng hơi ấm trong vòng tay đến với nhau trao tình nồng mình cùng nhau hòa câu hát vui yêu đời tình nào người đã hứa cho người xin chấp phai nhòa khi yêu nhau rồi không suy tính ngọt ngào cuộc sống đã cho mình ba giấc mơ trao hết cho nhau dù cuộc đời bao gian dối hãy đến với nhau trao hết con tim này hãy đến với nhau không nghĩ suy hơn tiền hãy đến với nhau tay nắm tay trả lời dù nhau về nơi bên mộng êm đềm hãy đến với nhau say đắm như ban đầu hãy đến với nhau như bướm hoa yêu đời hãy giữ mãi cho năm tháng luôn xanh màu cho thời gian cách biệt đôi mình. Đến với nhau vui đêm này, đến với nhau nhịp chân bước theo nhạc vui, đến với nhau say ân tình. Say đắm đến với nhau trao môi cười đến với nhau bằng hơi ấm trong vòng tay đến với nhau trao tình nồng mình cùng nhau hòa câu hát vui yêu đời tình nào người đã hứa cho người xin chưa phai nhòa khi yêu nhau rồi không suy tính ngọt ngào cuộc sống đã cho mình bao giấc mơ trao hết cho nhau dù cuộc đời bao gian dối hãy đến với nhau trao hết con tim này hãy đến với nhau không nghĩ gì hơn tiền hãy đến với nhau tay nắm tay trả lời dù nhau về nơi bên mộng êm đềm hãy đến với nhau say đắm như ban đầu hãy đến với nhau như bướm hoa yêu đời hãy giữ mãi cho năm tháng luôn xanh màu đừng cho thời gian cách biệt đôi mình. Thank you.
hai bên gia đình đúng không? Trải qua một thời gian quen biết, tìm hiểu và yêu nhau, đến nay đã chín muồi, được sự đồng ý nhất trí của cơ quan, chính quyền địa phương và hai gia đình. Hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho anh chị Trường Trinh và Mai Phương. Thay mặt ban tổ chức, tôi trân trọng tuyên bố lễ khai mạc cuộc sống 100 năm của hai bạn trẻ bắt đầu. Bố ơi vất vả nhất hôm qua, bố ơi sung sướng nhất ngày hôm nay, để tạo nên giờ phút lòng thắm cho hôn trường, tôi trân trọng kính mời cô dâu chú rể ra mắt tuổi ơn. Vâng, mấy chị sợ Thanh Hóa xa quá, và chú rể đã nói rằng là Thanh Hóa mới được tin quê ta xa không trung bộ từ ta đi tàu, và chuyến tàu tình yêu khởi hành từ ga đi. Tân hồng tài thấp son mềm cơ môi thiên thiên thiếu trộm đẹp đôi, cô bạn trẻ giờ có thể nói rằng là đôi ta như con chim cút lưu, chồng đi đằng trước, vợ là thứ gật gù đằng sau. Thành thực xin lỗi các cụ công bà, để ban tổ chức nói tiếp một câu rằng là nếu là con chim của cô thì chồng gù vợ phải ngồi theo, ngồi thẳng một lèo thì có 5-7 đứa trẻ con. Kính thưa toàn thể luôn, đã nói hạnh phúc từ đấy tương lai, bà nói đến cuối rất tốt phải nói đến đẻ. Trong chuyện này tôi phỏng vấn chú rể có nói rằng là cuối đến cuối cả năm đến tết trong cái đẻ, mà có đẻ thì đẻ thật thưa chứ không đẻ dày, còn cô dâu không béo không gầy chắc chẳng đẻ dày mà sẽ đẻ thật là thưa. Chúc hai bạn trẻ đẻ hai là vừa, và thế là cả nhà vang tiếng trẻ thơ, tiếng bà du cháu cứ ầu ơ cả ngày. À bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai đã
đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, tiệc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Về cuối sông, về non xanh, mình tìm thăm quê cũ. Ta nhìn đồng lúa thơm, đàn chim vui, cờ bay bay phơi phới. Mẹ anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Xa xa đàn trẻ thơ, chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Đêm nay trăng gặp mây, tình yêu ngất ngây, mình trọn với thời gian. Đêm nay sông tràn dâng, mùa hoa bướm say, tìm về gió mùa xuân. Bao nhiêu cô gái vui mời chào em. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi.
theo anh về cuối sông, về non xanh mình tìm thăm quê cũ. Ta nhìn đồng lúa thơm, đàn chim vui, cờ bay bay phơi phới. Mẹ anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Đêm nay trăng gặp mây, tình yêu ngất ngây, mình trọn với thời gian. Đêm nay sông tràn dâng, mùa hoa bướm say, tìm về gió mùa xuân. Quê anh thắm say, bao nhiêu cô gái vui mời chào em. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Hơi ấm bàn tay, tay trong tay.